Trộ tinh Buka và Ginh Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở một nơi đặc biệt giống nhiều sao V-Biz. Đến mới đây, netizen rầm rộ thông tin Buka và Ginh Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở nơi đặc biệt. Ginh Tuấn Kiệt là người gốc Huế nhưng sinh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, còn Buka là cô gái đến từ Đồng Tháp, quê mẹ của Ginh Tuấn Kiệt cũng ở Đồng Tháp. Thế nhưng, theo thông tin được lan truyền, Buka và Ginh Tuấn Kiệt đã đặt lịch để cùng khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, phía đàn trai cũng từng úp mở về chuyện tìm một địa điểm tổ chức lễ cưới ở biển, nên cư dân mạng đoán Buka và Ginh Tuấn Kiệt sẽ có thêm một hôn lễ đặc biệt ở nơi khác quê hay thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, nhiều sao Việt cũng lựa chọn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cùng hội bạn, đồng nghiệp ở biển. Ngô Thanh Vân từng làm đám cưới với Huy Trần ở Đà Nẵng, Đông Nhi và ông Cao Thắng kéo cả showbiz đến Phú Quốc ăn mừng, hay Diệu Nhi và anh Tú chọn cưới ở Phan Thiết, Minh Hằng cưới ở Vũng Tàu. Hiện tại, chính chủ chưa chia sẻ thêm về thông tin liên quan đến ngày trọng đại. Tình trường của Buka và Ginh Tuấn Kiệt trước ngày thành hôn, đàn trai yêu 4 người nhưng mau quên, đàn gái có mối tình 3 năm đầy tiếc nuối. Tối ngày 6 tháng 9, Buka Ginh Tuấn Kiệt khiến dân tình dậy sóng khi chính thức công khai chuyện tình cảm. Đúng sinh nhật 29 tuổi, Ginh Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh bên Buka. Đáng chú ý, Buka khoe nhẫn cầu hôn, cặp đôi cho biết đã hẹn hò được 4 năm và quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Trước khi chính thức nên duyên, cặp đôi cũng trải qua một số mối tình. Trước khi đến với Buka, Ginh Tuấn Kiệt đã trải qua 4 mối tình. Anh cho biết là người mau quên nên không hề vương vấn chuyện cũ. Lần quen lâu nhất là 5 năm và thấp nhất là 7 đến 8 tháng. Ginh từng chia sẻ năm 20 tuổi khi anh mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Gia đình người yêu muốn cả hai kết hôn, nam diễn viên quyết định chia tay để cả hai được tự do. Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ anh từng quen bạn gái lớn hơn 5 tuổi. Lúc đó em học đại học năm nhất và mối tình này kéo dài được 7 đến 8 tháng. Do có một số chuyện cá nhân nên không thể tiến xa được. Và em là người chủ động với người ta vì thấy dễ thương quá. Ginh Tuấn Kiệt tâm sự. Nói về mẫu bạn gái, Ginh cho biết anh thích đơn giản. Kiểu phụ nữ gia đình biết nấu ăn không cần phải xinh xuất sắc, chỉ cần dễ nhìn, đáng yêu, biết quan tâm, biết suy nghĩ nhưng cũng phải có tính cách một xíu. Có gì đó lạ, đặc biệt so với mặt bằng chung. Khi nhắc đến các đồng nghiệp từng được ghép đôi, Ginh Tuấn Kiệt bày tỏ, đa phần các bạn nữ tham gia chương trình chung với em là nhân vật nữ trong showbiz mà em quen biết chỉ tương tác theo kiểu đồng nghiệp, bạn bè. Em chưa tìm hiểu kỹ, nên cũng chưa rõ tính cách sau máy quay của mọi người. Em nghĩ đó là cái mà em cần biết nhất, tại vì trước máy quay hay trên sân khấu thì tất cả mọi người sẽ là một phiên bản khác, cho nên chưa rõ là sẽ nhắm đến ai. Nếu mà được thì một người như chị Ellie chẳng hạn. Buka và Diệp Tiên từng phải lòng nhau khi tham gia một chương trình game show hài vào năm 2016. Tại thời điểm đó, Diệp Tiên đảm nhận vai trò đạo diễn của chương trình trong khi Buka là thí sinh. Trong quá trình làm việc cùng nhau, Diệp Tiên bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương, nhỏ nhắn của Buka, trong khi Buka ấn tượng bởi sự lăng xả và tận tâm trong công việc của anh. Sau khi chương trình game show kết thúc, họ chính thức bắt đầu mối quan hệ. Buka từng chia sẻ về khoảng thời gian chung sống với đạo diễn Diệp Tiên. Cô kể bạn trai hiền lành, trách nhiệm, làm bất cứ điều gì để bảo vệ và chăm sóc tôi. Buka từng bày tỏ hạnh phúc khi ở bên vị đạo diễn này. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được một người đàn ông sống trách nhiệm và chu đáo. Chúng tôi đã cùng nhau mua một căn hộ và một chiếc xe hơi. Dù xảy ra mâu thuẫn, Diệp Tiên luôn là người đứng ra xin lỗi đầu tiên để duy trì tình cảm với bạn gái. Sau khi chia tay Buka, Diệp Tiên quyết định định cư tại Mỹ cùng gia đình. Kể từ đó, anh trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống mới trên mạng xã hội. Chỉ trong vài lần hiếm hoi, hình ảnh của Diệp Tiên xuất hiện trên mạng xã hội trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè và đồng nghiệp nổi tiếng trong ngành giải trí Việt Nam. So với trước đây, Diệp Tiên có vẻ mập mạp hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc đơn giản. Ginh Tuấn Kiệt, Buka thông báo về chung một nhà sau thời gian dài úp mở chuyện hẹn hò. Tối mùng 6 tháng 9 nhân dịp sinh nhật, Ginh Tuấn Kiệt gây xôn xao khi đăng tải khung ảnh ngọt ngào bên Buka và chính thức công khai chuyện tình cảm. Trên ngón áp út ở tay Buka cũng đã xuất hiện chiếc nhẫn cầu hôn. Như vậy, sau khoảng thời gian đẩy thuyền, Buka chính thức nhận lời cầu hôn từ Ginh Tuấn Kiệt. Ginh Tuấn Kiệt cũng gọi Buka là món quà sinh nhật lớn nhất của mình và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Happy birthday to me, món quà sinh nhật lớn nhất của Ginh. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa. Và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa. Trong suốt thời gian qua, nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên thì Buka và Jin Tuấn Kiệt đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào cuối 2023. Đây dự kiến sẽ là đám cưới rầm rộ cả làng giải trí Việt, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám tham gia. Bởi lẽ thời gian qua Buka và Jin Tuấn Kiệt được dàn sao như Trường Giang, Duy Khánh, Khả Như, Lê Dương, Bảo Lâm ghép đôi và mong đi đến cái kết đẹp. Suốt khoảng thời gian qua Buka và Jin Tuấn Kiệt trở thành cặp đôi được khán giả đẩy thuyền mạnh tay. Cả hai còn liên tục để lộ hình hẹn hò cực chất lượng như diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Chưa kể, cặp đôi còn từng bị nghi sống chung nhà nhưng quyết giấu kín chuyện tình cảm. Dù vậy, cả hai chưa từng xác nhận nghi vấn tình cảm. Gần đây, sau đám cưới giả ở Hành Trình Rực Rỡ, thì công chúng được fan xôn xao về việc cả hai thật sự về chung một nhà. Không phí công, hội ông Mai bà mối online làm việc hết năng suất, thuyền Jinbu đã cập bến thành công. Jin Tuấn Kiệt khẳng định sẽ cưới Buka nếu điều này xảy ra. Chia sẻ của giọng ca 9X về câu chuyện tình cảm thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cách đây 4 năm, Jin Tuấn Kiệt thu hút sự chú ý khi tham gia Sing My Song, bài hát hay nhất năm 2018. Dù không lọt vào vòng chung kết, nhưng giọng ca 9X vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ bên lề chương trình bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022, Jin Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ về sự thay đổi trên con đường sự nghiệp. Sau khi tham gia Sing My Song, tôi đã cho ra mắt những ca khúc do chính tôi sáng tác để gửi đến các bạn khán giả. Tôi học hỏi từ các giám khảo, đồng nghiệp và cảm thấy tôi viết bài tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc đó các bạn cũng thấy là tôi rất nhút nhát, bây giờ tôi vẫn hiện như vậy nhưng tự tin hơn, chững chạc hơn. Nói về lợi thế ngoại hình, Jin Tuấn Kiệt cho biết đây là một điểm cộng của mình và anh cảm thấy tự hào về điều ấy. Bên cạnh đó anh cũng cố gắng trau dồi thêm kỹ năng hát, diễn xuất, sáng tác. Tôi muốn được khán giả công nhận về các tác phẩm âm nhạc, bộ phim tôi tham gia, ngoài việc là đẹp trai, nam ca sĩ cười chia sẻ. Về chuyện tình cảm, Jin Tuấn Kiệt nói anh sẽ bị thu hút bởi một cô gái cá tính, chững chạc. Khi đang nói đến đây, MC bất ngờ nhắc đến Buka khiến giọng ca kẻ may mắn cười ngại ngùng. Jin Tuấn Kiệt nói tiếp, chị ấy cũng cá tính, nói chung là những người cá tính thì tôi đều thích. Anh cũng bày tỏ nếu được lựa chọn nữ chính để đóng cặp giữa Diệu Nhi và Buka, anh sẽ chọn Buka. Đáng chú ý trong phần hỏi nhanh đáp lẹ khi được hỏi, nếu mẹ bắt cưới Buka, bạn sẽ thế nào? Nam ca sĩ trả lời vài giây, cưới luôn, mẹ bắt mà, em nghe lời mẹ lắm. Lời chia sẻ của Jin Tuấn Kiệt nhận về sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới video, nhiều người bình luận rơm rã. Jin trả lời rất nhanh lẹ, thông minh. Mẹ bắt cưới Buka là cưới luôn, không hề do dự nha. Thích những câu hỏi của MC và câu trả lời của Jin quá, mong chờ đám cưới của anh. Jin Tuấn Kiệt và Buka là một trong những cặp đôi tin đồn được dân mạng đẩy thuyền nhiều nhất hiện nay. Dù cả hai luôn phủ nhận mỗi khi được nhắc đến, nhưng trong các chương trình, game show, tham gia cùng nhau, cả hai thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc và ghép cặp. Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ, phi công của Buka là Jin Tuấn Kiệt. Trong khi đó, mỗi lần làm việc cùng Buka hay Jin Tuấn Kiệt, Trường Giang đều đề cập về nhân vật còn lại khiến cả hai đỏ mặt. Cặp chị em Buka và Jin Tuấn Kiệt lộ chi tiết đang sống chung nhà. Fan hâm mộ cặp đôi Buka và Jin Tuấn Kiệt lại được fan rần rần khi cả hai lộ nghi vấn đang sống chung một nhà. Sau loạt chi tiết hẹn hò mới đây, cặp đôi Jin Tuấn Kiệt Buka lại khiến fan được fan sướng rơn khi lộ chi tiết làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang sống chung nhà. Cụ thể, mới ngày 27 tháng 7 vừa qua, trên Instagram cá nhân của mình, nữ diễn viên Buka đã hé lộ một góc phòng trong ngôi nhà của mình, kèm theo đó công chúa còn đăng thêm dòng chú thích mùi mẫn, nói về việc ai đó hay ngắm mình ngủ. Em thích cái cách anh hay ngắm em ngủ dù em không thấy. Ngay khi đăng tải, ngay bên dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đã liên tục réo tên Jin Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, dù réo tên là vậy, nhưng đến hôm sau, nghi vấn cả hai đang sống chung nhà mới rộ lên khi Jin Tuấn Kiệt cũng đăng tải bức ảnh quảng cáo sản phẩm, nhưng vô tình để lộ chi tiết. Tấm thảm trắng và màu tường giống y đúc, phần tường trong ảnh của Buka đã đăng tải trước đó. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại khiến fan vô cùng phấn khích và có thêm lý do để đẩy thuyền, mong ngày cặp đôi chị em sớm công khai. Buka sinh năm 1990 là một nữ diễn viên hài được đông đảo khán giả yêu thích bởi lối diễn duyên dáng. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng đóng bỏng và được ưu ái được phong tặng danh hiệu hot girl làng hài. Trong khi đó, Jin Tuấn Kiệt sinh năm 1994, anh vốn xuất thân là một ca sĩ nhưng lại gây ấn tượng với khán giả qua vai trò diễn viên. Jin sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh. Sau khi Buka chia tay mối tình 3 năm với đạo diễn Diệp Tiên, đến khoảng tháng 2 năm 2020, cư dân mạng lan truyền thông tin cô và Jin Tuấn Kiệt đang hẹn hò. Dù lộ nhiều chi tiết như dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm, nhưng cặp đôi vẫn tình trong như đã nhưng mặt ngoài vẫn còn e, nên đến hiện tại vẫn chưa chịu công khai.